Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến video clip bán chim tiếp theo ở trên kênh của mình nhá. Ở trước mặt mọi người đang là ba con chim hút mật mà mình đã bẫy được ở trong tập 23. Đấy, và bữa nay đã là ngày thứ 5 ở đây rồi và con bảy màu đã bắt đầu nó hot rồi đây mọi người. Hot hơi bị ác luôn. Ghê không? Đấy thì cho mọi người nếu như mà chưa nhớ hay là chưa xem thì mọi người có thể quay lại tập 23 hành trình bẫy chim của mình. Thì mình có trong cái clip đó mình chỉ bẫy được có đúng 3 con mà thôi. Tuy nhiên cả 3 con đều là chim dữ hết mọi người. Đó. Đầu tiên là một con 7 màu. 7 màu này lông nó bóng bóng lưỡng luôn. Nó bóng lưỡng luôn mà nó dữ, nó đấu với con chim này đâu chắc phải hơn nửa tiếng nó mới vào. Đấy, đổi chỗ 2-3 lần. Đấy thì nó vào. Đấy thì đây là cái con 7 màu mà mình đã bẫy được ở trong tập 23 nha mọi người. Đấy, nó dữ lắm. Đó, tiếp theo là một con 5 màu bổi nha mọi người. Đó, ở tập 23 mình cũng bẫy con này, nó rít. Đó, nó rít, nó đấu với lại cái con mồi của mình một lúc nó mới vô. Đó, thì sau khi mà dính vô nó vẫn rít nha. Đó, vẫn rít, nó mổ nhau với chim mồi luôn. Mà con mồi mình mồi dữ chứ không phải là mồi thường. Đó, mồi nó dữ cỡ đó mà dám chơi. Đó, dữ lắm. Cả ba con luôn. Và con thứ ba là một con chim chuyền beo chém cắn. Như vậy tổng trong cái tập 23 đó thì mình có bẫy được là ba con rất là dữ. Mình rất là ưng ý cả ngay cả ba con này luôn. Tuy nhiên bữa nay thì mới chỉ được có hai con là nó ăn cám thôi mọi người. Còn con chém cắn thì nó chưa ăn. Đó, dữ lắm. Đấy, không, cầm trên tay đứng cầm nó rít luôn mà. Đấy thì cho tới nay thì cái con 7 màu sau 5 ngày nuôi thì bữa nay nó hot luôn rồi. Đó. Và cái con 5 màu bổi thì bữa nay nó cũng bắt đầu nó ăn cám rồi đây. Đó. Không. Hai con bên trái là ăn khỏe rồi nha. Con 7 màu đó nó mổ khỏe luôn rồi. Con ở giữa là con 5 màu bổi nó cũng mổ khỏe rồi. Đó, còn cái con mà bên phải là một con beo chém cắn. Nó bị rụng lông đầu. Nó ăn bữa nay còn yếu. Đấy, bữa nay mình đó, hai con đó mọi người thấy nó ăn, nó gấp nó ăn rồi ấy. Ngon lắm mọi người. Đặc biệt là con 7 màu nha. Bẫy về nhá, mọi người nghĩ sao mà nó đang còn cắm ướt thôi là đã biết nó hay rồi. Không phải còn cắm ướt bẫy về nữa, mà là từ cái lúc mà đi bẫy nó thôi mà nó đấu với con mồi mình nửa tiếng là biết con đấy là hay rồi. Đó là bữa nay gấp cám ăn xịn sò không. Còn cái con bổi ở giữa cũng dữ nữa. Đó thì bữa nay mình bán hai con này trước nha. Hai con này mình thấy gấp cứng này. Còn cái con beo beo chém cắn này thì thấy gấp còn yếu. Đấy, cũng gấp gấp nhưng mà còn yếu lắm. Đấy thì hai con này mình bán là 500 một con nha. Đều là chim dữ hết. Về nuôi con nào cũng ngon hết nha mọi người. Xịn lắm. Rồi, ok, tiếp theo đây có một con bụng cam nha mọi người. Đấy, anh em nào thích bụng cam bắt con này ngon. Múa hơi bị ác. Đó, con này 500 ngàn nha. Múa ghê lắm, bữa này nó múa như cái máy luôn. Đấy, nó cứ gặp con nào kè vô là nó múa. Hơi bị đẹp. Rồi, tiếp theo ở đây mình cũng có một con sắc pháo zin 100%. Đó, con này cũng 500 ngàn luôn. Đó thì ở đầu video sẽ là một số con chim đặc biệt. Con này rất là đẹp nha mọi người, zin 100% luôn. Không có một cái điểm khuyết nào cả. Nó về nuôi cực đẹp luôn. Nếu mà so với con ngược lửa nó còn đẹp hơn luôn con này này. Nhưng mà có điều là con này nó không hiếm, thành ra chim zin nó chỉ 500 thôi mọi người. Đẹp lắm. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một con đặc biệt trong clip ngày hôm nay nữa. Đó chính là một con 5 màu chuyền. Con này siêu dạng luôn mọi người. Tuy nhiên là con này không phải là chim nuôi tổ nha. Đó, con này chỉ là dạng bẫy vào thì thấy nó dạng rồi bắt vô nuôi thôi. Chả có tập dạng gì luôn, tự nó dạng về luôn mọi người. Dạng lắm. Tự nhiên đâu ra được con này hay vậy chứ. Mà không phải chim nuôi tổ đâu nha, bắt ngoài luôn á. Đó, dạng cực, nuôi về nuôi khá là thích.
không? Đấy, giờ mình bỏ cám ra tay cho nó ăn này. Dạn lắm, không hiểu sao nó lại dạn như vậy luôn đấy. À, con này thì mình cũng mới nuôi được tầm 20 ngày à. Đó, về chỉ có bao dạn thôi. Ai thích dạn thì bắt con này thôi, chứ không có bao hót múa chém cắn gì đâu nha. À, con này mình cũng bán là 500 luôn nha mọi người. Rồi, thì cái loại mà chim mà mình bán chính của ngày hôm nay sẽ là một cái lứa 5 màu chuyền mới nha mọi người. Đó, chim khá là đẹp. Đó, sau khi mà tắm cho ra tắm nắng thì chim sẽ bắt đầu rỉa lông, rỉa cắn. Có thể nói là nếu mà chim hút mật ở Việt Nam thì mình vẫn luôn luôn tự tin là mình ở chỗ mình là một trong những nơi mà nuôi chim nó sạch nhất. Sạch kỹ từng con, mỗi con một lồng. Đấy, và có cho tắm nắng và phơi nắng thường xuyên luôn. Đó, chứ không dễ phải là dạng nuôi tập thể nhiều con một học đâu nha. Đó, lứa chim chuyền bữa nay khá là ok mọi người. Đó, phải mang ra phơi nắng rồi nó cũng rít nhiều con hót, nhiều con rít ở buổi trưa ở đây rít hơi bị ghê. Đó, chim khỏe mặt. Đấy, mặt đẹp, khỏe mặt, sạch. Chỗ mình thì lúc nào mình tự tin chim mình sạch thế chứ. Tại chim mình nuôi có sân phơi rồi có rửa ráy tắm rửa mà. Đó, tí nữa cứ coi hình thái là biết. Rồi, bây giờ vô quay chi tiết từng loại nha. Rồi, ok, sau đây là một số những con chuyền tiêu chuẩn nha mọi người. Ở đây thì hot light ride rồi đấy. Về nuôi thì chim chuyền thì mọi người cứ cho ăn cám dưỡng của Gian hay Lê Thịnh gì cũng được hết. Hai dưỡng một VIP cũng được. Đấy, tuy nhiên thời gian đầu về thì mình chỉ nên cho ăn cám dưỡng thôi nha mọi người, để cho chim nó ổn định đã, rồi khi mà chim cứng cáp rồi mình mới cho ăn cám VIP nha, lưu ý cái này nha. Rồi, cám cho mấy cái con chuyền tiêu chuẩn này đã xong, còn giá của nó thì đồng giá 300 một con. Đó, thì sau đây là một số con chuyền khá là ưng ý nha mọi người. Rồi, con này chuyền số 1. Rồi, tiếp theo chuyền số 2. Mấy con này là dạng tiêu chuẩn, nó ở đây thì hót líu, nhưng mà mình không bao hót đâu, tại vì 5 màu như mọi người đã biết đấy. Về nhà mới thì thường có khi cả tháng sau nó mới hót, thì thành ra là có con nào nhanh thì tuần, có con nào chậm thì 20 ngày, 1 tháng gì đấy. Đấy, cho nên không bao hót đâu. Đấy, nó dạng tiêu chuẩn, khỏe mạnh thôi. Đấy, con này con số 2 nha. Rồi, tiếp theo con này con số 3. Đó, mấy con này về thì mọi người nuôi thì ngoài cám ra thì cũng lưu ý là vấn đề phơi nắng. Đấy, cứ phơi nắng được nhiều ấy thì chim nó sẽ căng, còn như ít phơi nắng thì chim nó sẽ yếu. Con này giống nó vậy. Đó, càng siết nắng nhiều nó càng sung mọi người. Như mấy con này thì cứ ngày phơi tiếng rưỡi luôn đấy. Phơi nắng nhiều căng lắm, nhăn hót. Đó, con này con số 3 nha. Rồi, tiếp theo con 5 màu chuyền số 4. Đó, mấy con này thì mình chỉ có bao là khỏe mạnh này, ăn cám này. Đó, hót líu ở nhà thì nó hứng lên, nó hót lai rai rồi. Đó, chim thì mấy con này thì mọi người khi mà
đi mua thì phải lưu ý nha, nuôi chim hút mật là phải ăn cám rồi mới mua nha mọi người. Còn như chim mà chưa ăn cám thì khả năng là mọi người mất tiền học phí là rất cao luôn đấy. Tại vì mấy con này không phải là ai cũng vào cám được, mà không phải là con nào cũng có thể vào cám được đâu. Nhiều con chả vào cám được cơ. Đó rồi, con này con 4 nha. Rồi, tiếp theo con này con số 5, một con beo gần đủ màu, vẫn còn lốm đốm đó. Năm màu thì thường beo bổ gì nó bằng giá nhau hết nha mọi người. Đấy, clip này thì bữa nay không có chim bổ hết rồi. Toàn là truyền không à. Đó, cứ đầm giá 300. Năm màu họng đen tía ô gì đấy, mấy con đấy thì chủ yếu là nuôi nghe hót mà mọi người, cho nên truyền bổ nó cũng không quan trọng mấy. Miễn khỏe mạnh là được rồi. Rồi, cuối cùng là con năm màu số 6 nha. Đó thì clip hôm nay đơn giản thôi, một số con chim đặc biệt. Chủ yếu là một số con chim đặc biệt là chính, cùng với đó là vài con năm màu truyền tiêu chuẩn nha. Đó, và mọi người nếu mà muốn mua thì nếu mà mọi người muốn mua được mấy cái con này thì coi vào lúc 6 giờ, mình hay đăng vào lúc 6 giờ và gọi điện trực tiếp luôn, chứ nhắn tin là người ta mua mất à. Đó, mấy con này kiểu nó vậy mà.